Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT nhé. Trong video tiếp theo của series hướng dẫn học guitar vỡ lòng dành cho những người chưa biết gì thì hôm nay Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn bấm hợp âm mi trưởng, một hợp âm khá là dễ. Còn các bạn nào đã trải qua giai đoạn này rồi và muốn tìm hiểu thêm về những phần nâng cao hơn thì hãy vào kênh của Phong nhé. Trong đấy Phong đã làm rất là nhiều video về nhiều chủ đề. Rồi, đây là hợp âm mi trưởng. Mình sẽ đánh mẫu vài lần cho các bạn xem. Về tay trái, vị trí bấm của các ngón như sau. Các bạn bấm này, ngón giữa dây 5 ngăn 2, ngón áp út dây 4 ngăn 2, ngón trỏ dây 3 ngăn 1, kết hợp với là ngón tay cái bấm ở đằng sau như này. Đấy, dùng ngón tay cái để trợ lực cho ba ngón này. Và các bạn chú ý là mình chỉ cái ngón nào mà mình bấm vào trước, các bạn cố gắng bắt trước y như vậy nhé. Bấm từ trên xuống này, chứ không phải bấm từ dưới lên như này nhé. Rồi về phần tay phải thì các bạn đánh như sau. Hợp âm mi trưởng gồm có dây 6, dây 3, dây 2, dây 1 với dây số 6 là dây bát nhé. Vị trí các ngón như sau. Ngón cái đặt lên dây 6, ngón trỏ đặt lên dây 3, ngón giữa lên dây 2, ngón áp út lên dây 1. Các bạn đặt sẵn các ngón tay lên từng dây tương ứng nhé. Đặt vuông góc này nhé. Mình cũng có làm một video về cách cầm đàn và tư thế cầm đàn chuẩn, cũng như là cái cách đặt tay lên mặt dây sao cho nó đúng. Các bạn nào mà chưa xem vào xem nhé. Rồi các bạn kết hợp tay đặt lên những vị trí tương ứng và kết hợp với tay trái đang bấm hợp âm như này và rải như sau. Rồi, các bạn lưu ý những cái điều sau đây. Các bạn chỉ rải những dây có trong hợp âm nhé. Có nghĩa là dây 6 và dây 3, dây 2, dây 1. Các bạn bấm thì những cái ngón tay này, các bạn phải bấm thứ nhất là chính giữa ngăn đàn. Thứ hai là bấm đứng cái tay lên, vuông góc cái đầu ngón tay lên này, chứ không có phải là bị bè xuống như này hay là bị vẹo qua bên này, vẹo qua bên này nhé. Bấm cho nó thẳng lên. Đấy, độc lập từng ngón một. Đừng có để bị chạm vào những cái dây khác mà nó không bấm nha. Và kết hợp với cái lực bóp thật mạnh ở đằng sau ngón tay cái, hỗ trợ cho ba ngón đằng trước. Các bạn nếu mà đánh bị rè hay bị tịt như này, đấy, đại loại là kiểu mà nó bị rè, bị tịt hay là không kêu ấy, thì các bạn kiểm tra lại những cái lý do mình vừa nêu và khắc phục nó nhé. Rồi kết hợp với cái sự tập luyện chỉnh chu và nhanh dần lên thì các bạn sẽ được cái tốc độ như sau. Bát 3 2 1. Bát 3 2 1. Bát 3 2 1. Bát 3 2 1. Đó. Đây, các bạn nào mà đã xem cái video hướng dẫn về hợp âm mi thứ trước của mình thì qua hợp âm mi trưởng các bạn chỉ cần bấm mi thứ và bấm thêm cái ngón tay trỏ vào dây 3 ngăn 1. Đó là nó thành hợp âm mi trưởng. Rồi, hợp âm mi trưởng là hợp âm cơ bản. Nó khá là dễ nhưng mà nó sẽ gặp rất là nhiều nên các bạn bắt buộc phải học khi chơi guitar. Với tất cả những cái kiến thức và kinh nghiệm Phong vừa chia sẻ, các bạn đừng quên là hãy kết hợp với sự tập luyện kim chỉ của các bạn nhé. Mọi thắc mắc của các bạn hãy để lại dưới phần bình luận, Phong sẽ trả lời hết. Và các bạn đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của Phong nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.